Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố để triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Đà Nẵng đã triển khai cho các ngành địa phương có biện pháp phù hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, tăng cường truyền thông, thực hiện nghiêm túc thông điệp 2K, chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, đặc biệt theo dõi chặt tình hình, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới, tăng cường xét nghiệm, giải trình tự gen, tiếp tục tổ chức việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến, trong bối cảnh mới, đặc biệt là sự xuất hiện của các biến thể mới thì nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn rất phức tạp. Đặc biệt trong dịp Tết, việc giao thương đi lại nhiều, vì vậy trong phòng chống dịch tuyệt đối không chủ quan mà cần phải hết sức chủ động. Thứ nhất là bám sát cái công điện của Chính phủ, tuy nhiên là cái quan trọng là và kích hoạt cái hệ thống, có thể kích hoạt thôi, để cho chúng ta ở trong một cái trạng thế là nó có thể xảy ra, và khi xảy ra thì chúng ta sẽ tổ chức thực hiện như thế nào. Trong công điện là giám sát cộng đồng về ca nhiễm thì sẽ giám sát như thế nào, thì trách nhiệm của địa phương là làm ra trong vấn đề giám sát ở cộng đồng, giám sát ở các cơ sở y tế thì trách nhiệm của ngành y tế trong cái việc chỉ đạo cái hệ thống giám sát ở cơ sở y tế như thế nào, công lập và tư nhân và các bệnh viện bộ ngành như thế nào, thì chúng ta cũng phải có cái hướng dẫn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các ngành liên quan nghiên cứu phù hợp để đẩy mạnh truyền thông tại các cửa khẩu, ngành y tế chủ động phương án và đảm bảo trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục tập trung cho việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ở các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.